đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn bảo về mắt 2.0. Ngày 28 tháng 11, Samsung ra mắt màn hình máy tính Samsung LU28R550 với độ phân giải Ultra HD, độ quang phổ trải rộng 1 tỷ màu có giá gần 15 triệu đồng. Màn hình Samsung UHD LU28R550 có kích thước 28 inch với màn hình tràn 3 viền, cạnh trên và hai cạnh bên, sở hữu độ phân giải 8 triệu pixel. Chiếc màn hình này của Samsung có thể giúp tối ưu hóa việc hiển thị hình ảnh, video đúng với chất lượng gốc. Bên cạnh đó, UHDL U28R550 còn được trang bị công nghệ HDR10 và có độ quang phổ trải rộng lên đến 1 tỷ màu. Được cân chỉnh màu preset calibration nên tình trạng bị lệch màu sẽ không xuất hiện. Ngoài ra, Samsung UHDL U28R550 còn được thiết lập chế độ Eye Comfort Display, giúp giảm thiểu tác động ánh sáng xanh độc hại cho mắt. Theo Samsung, đây là màn hình đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn bảo vệ mắt 2.0. Hiện tại, Màn hình Samsung UHDL U28R550 có giá bán là 14.989.000 đồng.